Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thảo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đây quý vị. À, đẹp đẹp không đây ha. À, tàn để gì đẹp hết trơn ha. Quá xá mai luôn. À, hồ mà mình lựa chọn luôn. Đó, chào em. Dạ em chào anh Tuấn, dạ xin kính chào các cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh Mai Vàng Quê Dừa. Hôm nay thì nhà em tiếp tục về được một lô mai giảo lá gai, mong được giao lưu cùng các cô chú anh chị. Lô này là giảo riêng cho cô chú anh chị, không phải là mai ghép ha. Cô chú anh chị mình yên tâm nha. Địa chỉ nhà em thì vẫn ở xã An Hải Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại liên hệ của em là 0342 360 363, đây cũng là số Zalo của em luôn. Và hình thức ship thì nhà em vẫn là bao ship toàn quốc. Mong các cô chú anh chị đón xem tới cuối clip chọn cây và ủng hộ giùm em. Dạ hiện tại trước mặt em đây là cái này em quay cặp cho cô chú anh chị. Cái này là cặp số 1 ha. Số 1 này em gồm có 2 cây nha cô chú anh chị. 2 cây này em bán cô chú anh chị là 1 triệu mốt một cặp, tức là 550 nghìn một cây. Cái này là em bán cặp không bán lẻ nha cô chú anh chị ha. Rồi, em này em cho cái chiều cao nó đặt thước vô Thảo. Cây này cái tầm khoảng hơn mét rưỡi ha, tầm mét rưỡi đi. Tầm khoảng mét rưỡi dạ. Em này cũng cỡ mét rưỡi luôn. Dạ, 2 cây cũng tương đương nhau ha cô chú anh chị. Rồi. Cây này chiều cao hơi khiêm tốn nhưng mà tàn rất là đều ha. Cành ha. Chia cành rất là đều, đặt kẹo từ trên xuống dưới luôn nha cô chú anh chị. Cái quạnh nó luôn Thảo. Dạ. 21 à. 21 quạnh à. Cây bên đây luôn ha. Bên đây luôn. Bên đây cây này 18 à. Nè. Dạ. Tay cành rất tay xương cành rất ha. Là đều ha. Dạ. À. Em xin nhắc lại là cặp số 1 này là em giao lưu cùng các cô chú anh chị mình là 1 triệu mốt một cặp và dạ, tức là 550 ngàn một cây. Này mình bán cặp không bán lẻ ha. Bao ship toàn quốc cho mình. Và dạ, tiếp theo là cặp số 2. Dạ. Cặp này. Cặp số 2. Cặp số 2 này là em xin báo giá luôn, em giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu. Rồi. 1 triệu gồm có 2 cây ha, tức là 500 ngàn một cây, bao ship toàn quốc cho mình luôn ha. Rồi, em này cao chắc khoảng 1m3, 1m4 gì quý vị. Dạ, cái này em vô vành luôn ha. Tại cành 21 ạ. 21 vành. À, vành 21 ha. Cây này cũng khá đều ha. Còn cây này thì tay cành nó không bằng cái cặp số 1 thôi cô chú anh chị. 20 ạ. 20 ha. Dạ. Rồi. Rồi cặp số 2 ạ. Em này thì nó không bằng em số 1. Dạ. Quanh thì nó to hơn ha. To hơn. Chiều cao thì nó vẫn to hơn luôn ha. Nhưng rồi, mà cặp số 2 mình giao lưu nhiêu em? Dạ cặp số 2 này em sẽ nhắc lại là em giao lưu 1 triệu, gồm có 2 cây ha. Dạ. Cây. Cặp số 2. Giá này là bao ship rồi nhưng quý vị. Bao ship toàn quốc cho mình luôn rồi. Nó tay cành nó không bằng thôi nhưng mà nó cũng xem cho cô chú anh chị ha. Đây. Rồi, qua cặp số 3 ha. Cái bên này cặp số 3, cặp số 3 này là em xin báo giá luôn, cũng là 1 triệu 2 cây ạ. Cái này cũng cao ha. Cái này dạ. Chắc cũng cao mấy. Bao ship toàn quốc cho ha. Mình luôn. Này, em mét 65 nè. À, cao hoàng thảo cả khúc luôn ha. Mét 7, mét 7 hơn á cô chú anh rồi. Chị. Dạ. Cái diện em nhớ xương cành để mình rà từ trên xuống ha. Tàn nó cũng rất là to ha. Tàn nó cũng tầm khoảng mét 15 á. Em xin nhắc lại là cặp số 3 này, hai cây này là em bán giá 1 triệu bao xíu toàn quốc cho mình luôn ha. 22 quành. Đây, bên đây luôn. 24 quành. 4 quành ha. Dạ. Đây là cặp số 3. Triệu ha. Dạ, 1 triệu 2 cây ạ. À. Rồi, mình qua mấy cây lẻ nha quý vị. Dạ. Phía trước ha. Rồi, giờ mình vô mấy cây lẻ nha quý vị. Dạ, mã số đầu tiên hôm nay nó số là mã số 40 ạ. Rồi, mã số 40. À, mã số 40 thì mình ước lượng cao hôm nay chắc khoảng 1m2 vậy quý vị. À, tán ngang 1m ha. Tàn thì cắt tỉa tròn rồi nè. Đó, cắt tỉa tròn ha. Cũng là đọc chủ đây. Tàn tròn do luôn. Đây, cành cũng sang sát hết trơn nè. Dạ. Này tàn tròn đều ha. Đó, rất là tròn. Tàn cành đẹp quá ha. Dễ luôn. À, rồi, mình vô cái hoành luôn. Để cành sang sát luôn. Dạ, hoành thân 22. Rồi, để luôn em. 52 hoành cái gì? Rồi, mã số 40. Giao lưu nhiêu Thảo? Mã số 40 này, giao lưu của chú anh chị mình 800 ngàn. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 41. Rồi, 41. Rồi, mã số 41. Em này cao chắc khoảng tầm... 1m35 ha, à, tán ngang chắc khoảng 1m nhưng quý vị. Đọt chủ đây ha. Rồi, tàn cũng kính tàn.
Xương cành thì quý vị nhớ nghe kỹ ha, đặt kẹo nha. Rồi, mình vô cái quạnh em nói luôn ha. 21 ạ. Rồi, để luôn em. Quạnh 21. Để từ phía ha. Rồi, vô luôn như đây. Mã số 41 là vô luôn cô chú anh chị mình 800 ngàn. Rồi. Theo là mã số 42. Rồi, mã số 42. Rồi, em này cao tầm khoảng là 1m2 luôn. Tán ngang khoảng 1m luôn rồi, quý vị. Rồi, xương cành luôn. Rồi, cứ xe đều 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 chậm chậm vậy quý vị nghe kỹ ha. Rồi, mình vô cái hoành em nói luôn. 18 ạ. 18, rồi, để luôn. Rồi, vô luôn như đêm. Dạ, mã số 42 này với luôn cô chú chị mình 600 ngàn ạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 43 ạ. 43. Đó, em này cao tầm khoảng 1m3 quý vị. Rồi, tán ngang khoảng 1m ha. Tàn cũng kính tàn à. Cắt tỉa ha, kính mít ha. Không có led mặt nào hết ha. Xương cành. Đó, đặt hết trơn này ha. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, 18. Rồi, xe xây luôn, 18 hoành, để luôn. Rồi, vô luôn như mã số 43 nè, em vô luôn cô chú anh chị mình 700 ngàn ạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 44. Rồi, 44, khá cao. Rồi, em này cao khoảng tầm là 1m6 nha quý vị, tán ngang chắc khoảng tầm 1m2, 1m3 vậy đó ha. Đó. Đây, đọc chủ nó đây ha. Tàn nữa quý vị. Tàn cũng bự ha, kính tàn ha. Xương cành. Cành đặt kẹo nè. Rồi. Tôi có hoành luôn nha. 23 ạ. 3 ha. Rồi, để luôn. Để xây tiếp luôn. Rồi, cho luôn như đây. Mà số 44 này, em cho luôn cô chú anh chị mình 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu. Dạ. Tiếp tục là mã số 45 ạ. Rồi, mã số... Mã số này 45 đây quý vị. Rồi, em này cao khoảng tầm 1m4 nha quý vị. À, tán ngang chắc khoảng tầm 1m nha quý vị ơi. Rồi, đặt chủ đây ha. Rồi, xương cành luôn. Dạ, rồi, vô cái nha. Hoành luôn. 21 ạ. À? Rồi. 21 hoành. 700 ạ. Rồi, vô luôn như đem. Mã số 45 này, em vô luôn cô chú anh chị mình 700 ngàn. Rồi, xuống cây. Tiếp theo là mã số 46. Rồi, mã số 46. Em này cao tầm khoảng là 1m35. À, tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Rồi, vậy em nghĩ kỹ ha. Đặt chủ nó đây. Dựng thọc. Rồi, xương cành mình ra xuống đây. Từ từ hướng nữa quý vị. Rồi, xuống cái hoành luôn thọc. 23 hoành ạ. Rồi, để luôn. Hoành 23. Để nè. Đó. Tứ phía ha. Rồi, vô luôn như đây. Dạ, mã số 46 này em xin được cho luôn của chú anh chị mình 800 ngàn. Rồi, 800. Rồi, lên cây mới luôn. Tiếp theo là mã số 47. Rồi, 47. Rồi, mã số 47 em này cao tầm 1m5 nha quý vị. Tán ngang này chắc khoảng 1m1 ha. Rồi, quý vị ngắm nghía kỹ xương cành ha. Đặt hết trơn này ha. Rồi, vô cái quạnh nó luôn thật. Dạ, cái này quạnh thân 22. Rồi, để luôn.
Đế này cũng ngon. Khá đế nè. Dạ, tôi phí luôn. Cho luôn nhiêu đen. Mà số 47 này cho luôn cô chú chị mình 800 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 800. Tiếp tục mã số 48. Rồi. Mã số 48. À, em này cao tầm khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Đọc chủ nó đây ha. Đây. Tàn, con kính tàn ha. Còn xương cành trong nè. Nhìn ông nghe kỹ ha, mình rà máy cũng rất chậm đó. Đợi mình xuống cái vành em nói nha quý vị. Dạ, hoành thân của cây này 20 anh. Rồi, 20 hoành. Đấy. Để xè cũng đều đây nè. Giao luôn nha em. Dạ, mã số 48 này em xin được cho lô 800 ngàn. Rồi, 800. Tiếp tục là mã số 49. 49. Hoài này khá cao ha. Này cao hết đỉnh chắc khoảng 1m7 nha quý vị. Tán ngang này chắc khoảng 1m1 ha. Cao 1m7. Hết đỉnh này nè. Xương cành nè. Cành đều quá nè ha. Rồi, mình xuống cái vành em nói luôn quý vị. Dạ 20 anh. Rồi, 20 vành, để luôn quý vị. Rồi, cho luôn như đây. Dạ, mã số 49 này em xin được cho luôn giá 700 ngàn. 700. Rồi. Tiếp tục mã số 50. Rồi, số 50. Rồi, em này cao khoảng 1m7 hết đỉnh ha. Tán ngang chắc khoảng 1m2 nha quý vị. Đây, đỉnh nó đây. Đợi xương cành này ha. Rồi, vành luôn nha anh. Dạ, 25. Rồi, để giữ ha. Đế quá xa đế nè. Đế rất để đẹp. Bàn ha. Cộng bự ha. 25 vành luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đen. Mã số 50 này em xin được cho luôn cô chú anh chị mình 1 triệu á. Rồi, 1 triệu. Tiếp theo là mã số 51. Rồi, 51. Này con cao nè. Rồi, em này cao hết đỉnh khoảng 1m7 nha quý vị. Tán ngang em này chắc khoảng gọn gọn 90 đi ha. Tàn ngang cũng gọn, cao thì khoảng 1m7. Chủ nè ha. Rồi, xương cạnh quý vị. Rồi, em vô cái hoành luôn. Cây này hoành thân 25 ạ. 25 hoành luôn. Để luôn. Để thì tứ phía có đủ ha. Hoành 25 luôn. Giao lưu như em. Dạ, mã số 51 này em xin được giao lưu giá 900. Rồi, 900. Tiếp theo là mã số 52. Rồi, lên luôn. Rồi, mã số 52. Cao khoảng 1m6 quý vị. Tán ngang em này chắc khoảng 1m1 ha. À, quý vị ngắm nghe kỹ nha. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, 22 hoành. Rồi, để luôn, hoành 22. Đó. Rồi, vô luôn nhiêu đẹp. Mã số 52 này em xin được cho luôn cô chú anh chị mình 800 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 53. Rồi, 53. Rồi, mã số 53. Em này cao khoảng tầm 1m6. Rồi, tán ngang em này khoảng tầm 1m nha quý vị. Cái đỉnh đây. Đọc chủ đây ha. Rồi, xuân cành quý vị ngắm nghe kỹ nha. Mình ra máy chậm 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 đó. Đều quá nè. Rồi, vô cái hoành luôn. Thì cái này hoành thân 20. Rồi, sẽ dùng đế luôn. Rồi, 20 hoành. Đế dù gì thế ha. Cũng tứ phía có đủ ha. Rồi, cho luôn nhiêu đem. Dạ, mã số 53 này em xin được cho luôn giá 700 ngàn ạ. Rồi, 700. Tiếp tục là mã số 54. 4.
Rồi, em này cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Rồi, xay xay luôn. Có chừng dư nha. Hơi bị dư rồi. Rồi, trên cây rồi đó. Chậm chậm Thảo ơi, cây này hồi hộp nha Thảo. Chậm chậm. Ôi, không nghĩ kỹ nha. Bên cành nè. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành này cũng to rồi. 26 ạ. Rồi, 26 có hơn. 26 hơn. Dạ. Để đây. Tính 26 ha. Đó. Để quyền nắm nghĩ kỹ nha. Từ phía ha. Mặt nào cũng có. Giao luôn nha em. Mã số 54 này em giao luôn cô chú anh chị mình 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu. Tiếp theo là mã số 55. Rồi. Mã số 55. Em này cao hết đỉnh chắc khoảng 1m7 ha. Rồi, tán ngang khoảng 1m1. Cắt tỉa thì như tàng thông ha. Đọc chủ đây. Trên cành như vậy nó kỹ nha. Đó. Sàn sát ha. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, hoành thân cây này 22 ạ. Rồi, để luôn. 22 hoành nha quý vị. Để ha, để tứ phía ha. Rồi, cho luôn nhiêu đây em? Mã số 55 này em cho luôn cô chú anh chị mình 900 nghe. Rồi, xuống cây luôn, 900. Tiếp theo là mã số 56. 56. Rồi, mã số 56 em này cao 1m6. Tán ngang chắc khoảng tầm 90 nha quý vị. Rồi, đọc chủ đây ha. Trên cành. Đặt ở trên. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, 22. Rồi, 22 hoành. Rồi, xây dòng đế luôn. Rồi, giao lưu như thật. Mã số 56 này, em xin giao lưu 800 ạ. Rồi, xuống cây. Tiếp tục là mã số 57. Rồi, 57. Bẻ em này lá bự dưới ha. Rồi, em này cao khoảng tầm 1m4 nha quý vị. Là tán ngang khoảng 1m3 ha. Tàn này cũng tròn tròn nè. Em này đặc biệt nói về cái lá thì hết biết bự ha. Đây cái lá này. Lá chắc bằng 2/3 bằng tay. Là hết biết cái lá lần nào nó chảng chảng. Sườn cạnh gì không nghĩa nha. Đây, mặt này dễ thấy ha. Rồi, vô cây hoành luôn. 22 ạ. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nha em. Mã số 57 này em xin giao lưu 900. Rồi, 900. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 58. 58. Rồi, số 58 thì em này cao khoảng 1m5 ha. Tán ngang khoảng tầm 1m nhưng có gì. Rồi, xuống cành. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, 20. Rồi, để luôn. Này, để bàn ha. Bốn mặt có đủ ha. Rồi, cho luôn nha em. Mã số 58 này em xin cho lô 700 ạ. Rồi, xuống cây, 700 cái gì. Tiếp theo là mã số 59. Rồi, 59. Rồi, 59 thì em này cao hết đỉnh chắc khoảng 1m7 nha cái gì. Rồi, tán ngang em này chắc khoảng 1m2, 1m3 vậy ha. Lấy 1m2 vào chắc ha. Cái gì nghĩa là cái xương cành. Xương với cạnh đặt hết trơn, đặt ngẹt hết trơn ha. Từ từ tháo. Đó. Chiếu nè. Rồi, vô cái hoành luôn. Cái này dễ đo nè.
21 anh. Rồi, 22 thì yếu một xíu. 21 của anh ha, để quý vị. Đi cũng chảy đều hết nè, bốn mặt ha. Mã số 59 này em xin gia lưu 900 anh. 900. Tiếp theo là mã số 60. Rồi, 60. Rồi, mã số 60. Em này cao lấy mét 6 nha quý vị. Tán ngang lấy mét 3 ha. Rồi, đặt chủ đây. Chân cành luôn quý vị. Rồi, xuống cái quành luôn ha. Cành đặt lên trên. Dạ, quành 23. Rồi, 23 quành. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Mã số 60 này em xin giao lưu 800 ngàn. Rồi, xuống cây, 800. Tiếp theo là mã số 61. Rồi, mã số 61. Em này cao tầm 1m6. Tán ngang khoảng 1m2. Xương cành quý vị. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, cái này hoành thân của nó 22 anh. Rồi, 22 hoành. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 61 này em xin được giao lưu với 700 ngàn. Rồi, 700. Tiếp tục là mã số 62. Rồi, 62. Rồi, 62 thì em này cao tầm khoảng lấy 1,5m nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng 1m1 ha. Xương cành. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, hoành thân của cây này 24. Rồi, 24 có dư luôn. Để đây. Đó. Rồi, cho luôn như đem. Dạ, mã số 62 này em xin được cho luôn cô chú anh chị mình 900 ngàn. Rồi, 900. Tiếp theo là mã số 63. 63. Rồi, mã số 63 em này cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m. Em này xương khít ha. Dạ, cái này nhỏ nhỏ mà trần do, tàn trần do luôn. Để ngầm nghe nè. Đó, xương nè. Quá khít luôn. Điều rang luôn ha. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, 19. Rồi, hoành 19. Xương cành điều rang. Mã số 63 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình 700. Rồi, xuống cây luôn, 700 ngàn. Tiếp tục là mã số 64. 64. Rồi, mã số 64 cao khoảng tầm là 1m5 ha. Tán ngang chắc khoảng tầm 1m. Rồi, xương cành luôn. Rồi, em vô vành luôn nha. Rồi, vô cái vành luôn. Dạ, hoành này 18 nha. Rồi, 19 thì yếu ha. Dạ, 18 qua. 18. Rồi, giao lưu nhiêu thôi? Dạ, mã số 64 này em giao lưu cô chú anh chị mình 600 ngàn thôi. 600. Dạ. Rồi. Tiếp tục là mã số 65. 65. Rồi, em này cao khoảng 1m3. Tán ngang thì chắc khoảng 1m1. Tàn tròn. Đó. Có cái độc chủ ở trên nè quý vị. Đó. Tàn ở trên ha, xòe ở trên nè, kính ở trên ha. Xương cành phan thấp. Xe miếng thấp, miếng này. Thấp miếng đây. Đó, tài cành nhiều ha. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, 20. Rồi, để luôn. 20 hoành nha quý vị. 700. Mã số 65 này em video cô chú anh chị mình giá 700 ngàn. Rồi, 700. Tiếp theo là mã số 66. 66. Rồi, 66 này cao hết đỉnh thân 1m7 nha quý vị. Tán ngang hôm này chắc khoảng 1m2 ha. 1m3 luôn. Rộng quá nè.
cả 1m3 quý vị ơi, ngang á. Con bướm đậu trên cái đỉnh đọt đó ha. Xương cành luôn, cũng xương ngang ha. Rồi mình vô cái hoành luôn. Dạ, cái này hoành thân 23. Rồi. Giao lưu nhiêu em? Mã số 66 này em xin được giao lưu cho 800 ngàn. 800. Tiếp theo là mã số 67. Rồi, 67 này cao lấy 1m7. Rồi, tán ngang khoảng 1m. Em này có cái bộ lá rất là to nha quý vị, lá bự ha. Lá nào nó chảng chảng. Đâu vậy cái lá nè, rồi, bự bự không ha. Lá to ơi là to nè. Hết biết cái lá rồi. Rồi, xe xe tiếp cái gì ngắm nghía xương cành luôn ha. Lá bự quá ha. Rồi, cho cái hoành luôn. 24 ạ. Rồi, hoành là 24. Giao luôn như em. Mã số 67 này em giao luôn cô chú anh chị mình 800 ngàn. 800, một em lá to luôn. Tiếp tục là mã số 68. Rồi, em này cao khoảng, lấy hết đỉnh lên trên chắc khoảng 1m7 luôn nha quý vị. Còn tán ngang em này chắc khoảng 1m2 nha quý vị. Rồi, xương cành luôn. Xương cành cũng đặt hết trên này ha. Rồi, vô hoành luôn. Dạ, 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, mình giao lưu nhiêu đây em? Mã số 68 này em xin được giao lưu cho 700. Rồi, 700. Tiếp theo là mã số 69. Rồi, 69. Em này cao lấy 1m3 thôi. Tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Đây. Cành, tay cành quý vị, mình nghĩ kỹ tay cành luôn ha. Rồi, mình xuống cái hoành luôn quý vị. Dạ, 22. Rồi, 22 hoành. Rồi, vô luôn nhiêu em? Mã số 69 này, vô luôn cô chú anh chị mình 800. Rồi, 800. Tiếp theo là mã số 70. Rồi, 70. Rồi, em này cao tầm lấy 1,5m nha quý vị. À, tán ngang lấy gọn gọn khoảng 1m ha. Rồi, xương cành luôn. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, 18. Rồi, hoành 18. Đế luôn. Đây cũng có rồi ha. Khá đế ha. Mã số 70 này, em giao lưu cô chú anh chị mình 700. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 71. Rồi, 71. Nghe nghe. Rồi, em này cao lấy 1m1 cho chắc ha. Tán ngang gọn gọn lấy 90 ngang đi ha. Rồi, xương cành quý vị. Từ xuống đây. Rồi, vô cái hoành luôn. 20 ạ. À. Rồi, để luôn. Hoành 20. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Mã số 71 này em giao lưu cô chú anh chị mình 800 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 72. Rồi, 72. Em này cao hết đỉnh chắc khoảng 1m7 ha. Rồi, tán ngang khoảng 90. Đây, hết đỉnh này đây, 1m7 đây. Rồi, xương cành vậy ngắm kỹ nha.
Rồi mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Dạ 20. Rồi để luôn em. 600. Đây cũng đặt ở trên này. Để luôn nhiêu em? Mã số 72 này em cho luôn cô chú anh chị mình 600. Đúng cây luôn, 600.000. Tiếp theo là mã số 73. Rồi 73. Rồi em này cao khoảng là 1m rưỡi ha. Tăng ngang chắc khoảng 90 nha quý vị. Rồi xương cành luôn. Đó, cứ chậm đều đều vậy ha. Từ từ quý vị nó nhớ kỹ ha. Mình quay mình cũng rất là chậm đó. Rồi vô hoành luôn. Dạ 19. Rồi để luôn. Hoành 19. Để ha quý vị nghe lại ha. Rồi vô luôn như em. Mã số 73 này em vô luôn cô chú anh chị mình 700. 700. Tiếp theo là mã số 74. 74 lên luôn. À, em này cao khoảng 1m6 nha quý vị. Rồi tán ngang khoảng 90 ha. Rồi đọc chủ đây. Xương cành ha. Rồi mình vô hoành luôn thao. Hoành thân cây này 21 ạ. Rồi để luôn 21 hoành. Để từ phía ha, có đủ ha. Rồi vô luôn như em. Mã số 74 này cho luôn cô chú anh chị mình 700. Rồi xuống cây 700. Tiếp theo là mã số 75. 75. Rồi em này cao lấy 1m4 như quý vị. Tán ngang khoảng 1m ha. Rồi, xương cành thì nó nghe kỹ nha. Rồi vô hoành luôn. Dạ cái này hoành 19. Rồi để luôn 19 quanh. Mã số 75 này em cho luôn cô chú anh chị mình 600.000 thôi. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 76. 6 này gọn gọn. Cao này lấy 1m đi ha. Rồi tán ngang hôm này chắc khoảng 80 rồi quý vị. Cao 1m ngang 80. Tăng gọn này. Xuống cành. Rồi vô hoành luôn. Dạ 20 thôi. Rồi để luôn em. Rồi 20 hoành ha. Vô luôn nhiêu em. Mã số 76 này cho luôn cô chú anh chị mình 600.000. 600. Rồi mã số dạ, tiếp theo. Dạ mã số cuối cùng anh. Mã số 77. Rồi 7 tàn bự quá ha. Dạ. Chừng ngã nha. Anh này tán ngang chắc khoảng 1m5 quý vị ơi. Tàn bự nè. Cao thì khoảng tầm 1m6 ha. Tán ngang 1m5. Những cái thân cành ha. Thân chủ nó hơi lắc ở đoạn giữa giữa nè. Đây, đây có gì đó. Rồi lắc ở đây ha. Rồi vô dạ, cái hoành luôn ha. Nha. Dạ, cái này hoành thân 22. Rồi, để luôn 22 hoành. Để nha quý vị. Nhìn nó nghe kỹ nha. Số 77. Chọn dạ, mà số dòng nữa rồi báo ha. Rồi. Vô luôn nhiêu em. Mà số 77 này cái cuối cùng vô luôn cô chú anh chị mình 800 thôi. 800. Dạ. Rồi giờ là gì không Thảo? Dạ, em thấy giá này rất là hữu nghị ha. Giá chỉ từ 600 tới khoảng 1 triệu trở lại thôi. Mong cô chú anh chị mình xem clip ủng hộ giùm em. Nếu cô chú anh chị nào mình có lấy được số lượng nhiều thì nhà em sẽ có giá yêu thương hơn giá báo trên clip cho mình ha. Dạ, em xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, xin chào hẹn gặp lại quý vị clip sau.